Xin chào các quý khách và các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Đạp Hải Phòng của website xedaphaiphong.com. Hôm nay là ngày mùng 1 và xin kính chúc quý khách và toàn thể các bạn đang xem live stream và sau đây sẽ xem video của cửa hàng up lên YouTube một tháng vạn sự như ý, nhiều niềm vui và tràn đầy sức khỏe. Và trong cái thời gian vừa qua thì rất là nhiều cái quý khách mà đã hỏi các cái dòng xe touring đi trong phố và có thể kết hợp đi làm và có các ba ga chắn bùn và các ba ga để mà chở đồ ấy, thì hầu như tất cả mình cũng đã làm một cái video trả lời cái câu hỏi này, là hầu như tất cả các cái xe mà từ Nhật mà mang về hoặc là tất cả gần như 100% xe đạp thể thao thì đều có thể lắp được các cái phụ kiện này. Và trong cái thời gian gần đây thì cửa hàng có nhập về một chiếc xe mà còn nguyên cái gác ba ga và chắn bùn ở bên Nhật mang về. Vâng, chào anh Vinh Độ Ngọc. Còn nguyên gác ba ga và chắn bùn của ở bên Nhật và không bị vỡ. Nhiều xe nó có nhưng mà về đến cửa hàng thì qua các cái đường vận chuyển tàu biển các thứ thì nó cũng vỡ lát rồi, nên là không thể giữ lại được. Thì chiếc xe này thì còn sử dụng được nên là cửa hàng để. Và sau đây tôi sẽ tiến hành đổi camera để các quý vị trải nghiệm chiếc xe này. Vâng, và đây ở trong khung hình đây các bạn, các quý vị và các bạn đang nhìn thấy là chiếc xe đạp touring của chúng ta. Như mình đã giới thiệu là xe đạp còn gác ba ga và chắn bùn nguyên của xe, tuy không được mới nhưng mà hiện là vẫn còn giá trị sử dụng, vẫn sử dụng đồ tốt. Gác ba ga trước là theo như cảm quan của mình là bằng inox rất là đẹp, có giá trị sử dụng là chẳng những cái vật nhỏ nhỏ như là mũ hay là áo mưa hay là ô ở đây. Đằng sau là gác ba ga của chúng ta thì chẳng những cái nhỏ nhỏ thôi, dưới 20 cân thôi, chứ người ngồi thì không được. Cái này gác ba ga này quý vị thấy thì gác ba ga về cơ bản cái cấu tạo của khung xe đạp touring này thì cũng như là các cái xe đạp thông thường khác, đó là khung bằng nhôm cao cấp rồi, khung nhôm rồi. Bởi vì cửa hàng thì sẽ không nhập những cái xe mà thuộc dòng thấp cấp, rẻ tiền quá, khung xe thép mà xấu thì cửa hàng không có nhập, mà nhờ chỉ lựa chọn những cái xe đẹp. Đấy, khung hợp kim nhôm nhẹ, mũi hàn to này, hợp kim nhôm này. Quý vị có thể lấy nam châm thử để mà nhập thôi, không có nhập những cái xe mà khung sắt. Chúng ta sẽ tiến hành đo size ở trên khung này. Thì quý vị có thể nhìn thấy là ở trên khung thì cũng đã ghi size là size 38cm, size 38cm, bánh là bánh 700C, dòng xe đạp touring. Size 38 có nghĩa là khoảng cách từ tâm trục đạp này cho đến khóa yên này chỉ có 38cm thôi. Đây là một size rất là nhỏ, phù hợp cho những người đạp có chiều cao từ khoảng 1m50 cho đến 1m68 là hết. Nếu mà 1m7 đi hơi thấp. Đấy, 1m50 rất là phù hợp cho những người mà nam giới thấp hoặc nữ giới có chiều cao bình thường, hoặc là cho học sinh từ khoảng cấp cuối cấp 2 và đầu cấp 3. Mình sẽ tiếp tục tiến hành đo thêm là cái khoảng cách từ đất cho đến cái khóa yên, đó là chỉ có 64cm thôi. Còn yên thì cho cao thì tùy theo ý người dùng. Còn đến kịch đến khóa yên là 64cm thì như quý vị có thể thấy là rất thấp. Xe này phù hợp cho những người mà có chiều cao đạp từ 1m50 cho đến 1m68 là đạp phù hợp. Tầm 1m7 thì xe này hơi thấp. Về trang bị bộ chuyển động của chiếc xe thì đằng sau xe được trang bị một bộ chuyển động Shimano Leap Shimano 7 tầng và bộ chuyển động Shimano Tourlay. Đằng trước thì chúng ta sẽ có là 3 đĩa tầng SR Santour. Cái chữ SR Santour là nó không còn cả chữ nữa, nhưng mà đây là hiệu SR Santour và một cái hiệu
đùi đĩa cũng khá là tốt, đi kèm với đó là gạt đĩa Shimano. Về cơ bản thì các cái cấu hình này nó giống các cái xe đạp touring khác, đó là đũa lốc này và nhôm. Lốp của chiếc xe này là lốp Palasolic, model là Palazacer, và quả lốp là 700x38C. Quả lốp 700x38C là một cái quả lốp mà to nhất nhì trong dòng lốp 700 rồi, thì nó giúp cho bám đường tốt hơn. Còn những cái lốp xe đua, đua đường trường cũng là lốp 700, nhưng mà nó chỉ khoảng 700x18 hoặc 700x23C thôi. Còn quả 38 là nó rất là to rồi, như quý vị có thể thấy là quả lốp rất là to. Quả lốp to. Đấy. 3,5 triệu lên. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Quý Khoa. Như chúng ta có thể tìm thấy trên thân là một số cái tem mà đã chứng nhận là sử dụng, đã qua sử dụng tại thị trường Nhật này. Đấy, một số tem. Trên đây thì như lúc đầu là đề size của khung và cỡ bánh, bánh 700C và size 38. Hiệu của chiếc xe là hiệu FZ Cross. Và ở trên khung đây thì chúng ta nhìn thấy cái chữ, dòng chữ là Design by Edwards. Như chúng ta biết thì cái hãng Edwards là một cái hãng xe đạp của Mỹ. Và cái tem này thể hiện cho biết là cái xe đạp này được thiết kế bởi cái hãng Edwards này. Edwards là một cái hãng xe đạp của Mỹ. Nói đánh giá về sơn của chiếc này thì cũng gọi là khoảng 80% so với mới. Nó chỉ xước một vài chỗ thôi. Một vài chỗ thì mình vẫn để sơn nguyên, nó không có bắn tút thì một vài chỗ này. Đấy, còn đâu là về cơ bản là còn khoảng 70-80% sơn là đẹp. Đằng trước chúng ta cũng có một cái chắn bùn zin nguyên này, bằng nhựa từ bãi mang về. Hơi bị lướt một tí nhưng mà vẫn sử dụng ok. Đằng trước chúng ta cũng có lốp Palasonic y như đằng sau, một đôi lốp Palasonic quả 700x38C rất là đẹp. Lốp Palasonic này là made in Japan, làm tại Nhật Bản. Vẫn là trang bị phanh V truyền thống của các cái dòng touring thường thấy. Gác ba ga đằng trước rất là nhỏ nhắn và bằng lốp không han, đằng sau bằng nhôm, đằng trước bằng lốp may ơi nhôm, đũa lốc. Đây là bên trên tay cầm của chúng ta. Bên tay phải thì vẫn là trang bị tay bấm xả 7 tốc độ, và bên tay trái là trang bị tay 3 tốc độ bấm xả để chuyển tốc độ cho líp, cho đĩa. Bên này cho đĩa và bên này cho líp. Đây, quý vị có thể nhìn thấy. Quý vị có thể nhìn thấy là cái líp nó đang chuyển động. Đây. Đây là quay từ trên xuống. Tay cầm của chúng ta gần như bằng và có hơi vát một chút để gần như hình cánh cung á, để mà tay cầm nó thoải mái hơn. Ở đây cái phô tăng của chúng ta có thể điều chỉnh gật gù theo ý muốn được. Và đây là mình đã điều chỉnh và vấn đề nguyên cái độ điều chỉnh của từ bãi mang về. Vâng, và bây giờ là tổng quan của chiếc xe. Chiếc xe đạp này từ bãi mang từ Nhật về thì đã được rửa sạch sẽ và kiểm tra hoạt động, tất cả hoạt động tốt. Kiểm tra tất cả hoạt động tốt và xe được bán tại cửa hàng xe đạp Hải Phòng.com với giá là 4.500.000 đồng. Giá bán này đã bao gồm tất cả các cái quà tặng đi kèm và chế độ bảo hành, bảo dưỡng, thay thế miễn phí trong vòng 1 năm. Quý vị quan tâm đến chiếc xe hãy liên hệ chúng tôi theo số Zalo 0975709943 để biết được cái hình thức vận chuyển xe đạp đến tận nơi, ship mọi miền tổ quốc, và cái dịch vụ bảo hành, các cái quà tặng đi kèm như thế nào. Thì quý vị hãy quan tâm đến chiếc xe thì quý vị hãy inbox Zalo cho chúng tôi theo số điện thoại này. Ngoài ra chúng tôi còn rất là nhiều xe đạp khác. Nếu quý vị quan tâm đến xe đạp thể thao, các cái cách hướng dẫn sửa chữa bảo dưỡng xe đạp thể thao, thì quý vị hãy, nếu quý vị đang xem ở trên Facebook, quý vị hãy kết bạn, ấn kết bạn với xe đạp Hải Phòng và ấn chế độ bạn thân hoặc chế độ xem trước ở trên Facebook. Nếu quý vị đang xem ở trên YouTube thì ấn like video và ấn đăng ký kênh
để quý vị là người đầu tiên được YouTube ưu tiên hiển thị khi mà chúng tôi có video mới up lên trên kênh. Vâng, và đến đây thì tôi và đã trình bày xong cái cấu tạo sơ qua của chiếc xe đạp SZ Cross được design, tức là được thiết kế bởi cái hãng Edgewood của Mỹ và được bán với giá là 4.500.000 đồng. Xe đạp phù hợp với những người đạp có chiều cao từ 1m50 cho đến 1m68. Vâng, xin cảm ơn các quý khách đang xem livestream của em ở trên Facebook. Hiện tại bây giờ em đã hoàn thành xong cái video đánh giá nhanh qua chiếc xe đạp này. Và hẹn gặp lại các quý khách và các quý vị đang xem trên YouTube sau đây ở những video lần sau. Xin chào tạm biệt và xin cảm ơn.